Đấy, Hải Phong để bóng xuống. Anh Bảo giơ tay ra bắt. Đặt xuống để sút, đúng rồi. Nào, đá cho anh Bảo phát. Đứng xa ra. Ông không đứng xa. Đấy. Hải Phong phải đứng ra đằng kia kìa, đứng ở đằng sau kia. Ông không đứng ở kia. Còn ông đứng ở đây. Ừ, thế thì đổi chỗ cho nhau. Rồi Hải Phong giơ tay ra, bắt. Hải Phong đá nha, anh Bảo đá. Vào. À, để cho anh. Nào, Hải Phong sút. Ui, ui rồi vào rồi, anh Bảo thua. Anh Bảo sút trượt, thế là bóng lăn vào lưới. Bóng lăn vào gôn nhờ. Con đá siêu nhờ. Con vừa đá vào à? Con đá vào lưới à? Anh Bảo thua nhờ. Quả thì được. Quả tổng thì được ấy. Ờ, nào bây giờ anh Bảo sút. Đừng xa ra, đừng xa ra. Hải Phong lùi lại. Lùi lại. Đứng ở đây này con. Hải Phong đứng chỗ này. Thế đổi chỗ cho nhau, Bảo đổi chỗ cho em. Không. Không được đâu. Thế thì đưa bóng đây bố đá cho hai anh em làm thủ môn, giơ tay ra để bắt. Để bố sút cho. Không, bố đứng ở kia. Ừ, bố đứng đây à? Thế hai bố con mình bắt gôn nhờ, Hải Phong nhờ. Nào, giơ tay ra Hải Phong. Đứng ra, giơ tay. Sút. Ôi, vào rồi. Đá tiếp. Nào. Úi dồi, vào này. Chưa gì mà đã vào lưới rồi. Chưa gì mà đã bị thủng lưới rồi. Rồi, Hải Phong để xuống. Sút. Wow, anh Bảo thua này. Thua. Hoan hô, chê cả nhà. Hải Phong chê, đập tay. Chê, yeah, anh Bảo thua. Sút, Hải Phong sút. Đấy, để rồi để sút. Nào, sút này, anh Bảo thua này. Ôi dồi, đá vào thẳng vào bố đây à. Giơ tay ra con. Vào. Đang vào lưới rồi. Ờ, Hải Phong bắt trượt, thế là bóng chui vào lưới. Đấy, đúng rồi. Úi dồi, anh Bảo lại sút luôn à. Wow, bóng này Hải Phong sút tốt hơn nhờ. Ủa, bố tứa tát hồi để bố bật quạt. Úi ôi, cầu thủ đã tổn đi nè. Trốn vào đấy à? Hải Phong người bắt gôn. Đặt tay ở hai tay. Phong không ra bắt gôn nữa à? Người bắt. Đặt chân ra. Hải Phong. Ông gãy. Nào. Quả này cứng. Quả bóng này cứng nhỉ? Không, nhưng mà bóng ở bên nhà bóng nhỉ? Ừ. Ơ, anh kia vẫn cần một quả bóng xanh. Thành ra trời nó cũng cứng luôn.